Xin chào và cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành với VTV Huynh Shopping trong khung giờ mua sắm tiếp theo này. Và trong cái không gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về câu chuyện cà phê, một cái loại thức uống được xem là thói quen, là truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Và tại Việt Nam của chúng ta thì có một cái loại cà phê vô cùng nổi tiếng, đó là gì ạ? Đó chính là Robusta quý vị nha. Bởi vì cái hương vị đậm đà đặc trưng cũng như là cái hàm lượng cà phê bên trong cao, nó sẽ tăng cái sự tỉnh táo tức thì. Bên cạnh đó thì nó còn có cái vị béo béo và ngọt bùi đậm chất. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều tín đồ họ lại thích một cái dòng cà phê khác, đó chính là Arabica đến từ phương Tây quý vị nha. Với vị ngọt thoáng qua nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó cũng có đủ cái sự xao xuyến lòng người thưa quý vị. Và sẽ như thế nào nếu chúng ta kết hợp hai loại cà phê tế từ hai vùng thổ dưỡng, hai nền văn hóa khác nhau, hai hương vị khác nhau lại với nhau là một ạ? Bên cạnh đó lại còn có sự kết hợp thêm nữa, đó chính là cà phê xanh. À, một cái khái niệm rất là lạ đó quý vị. Thường là cà phê mà phải rang lên rồi mình mới sấy, rồi bên cạnh đó mình cà nhuyễn ra, mình mới cho nước sôi bên trong. Còn cà phê xanh tức là cà phê nguyên hạt còn xanh sau khi tách vỏ ra và được chế biến luôn thưa quý vị. Hương vị cũng độc đáo và mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Và thêm một thành phần nữa, đó chính là trà xanh thưa quý vị. Một cái nguồn dưỡng chất có chứa rất nhiều EGCG, một cái khả năng chống oxy hóa rất là cao cho cơ thể và hỗ trợ tốt cho việc giảm cân. Ngày hôm nay bốn loại hoạt chất Hiếu vừa chia sẻ sẽ có trong cùng một loại cà phê quý vị nha, đến từ Dược Bảo Long thưa quý vị. Và đây là cơ hội để trải nghiệm thêm một dòng sản phẩm rất là độc đáo với sự kết hợp chưa bao giờ có từ Dược Bảo Long thưa quý vị. Cà phê hòa tan tới từ Dược Bảo Long, dinh dưỡng cao, giải nhanh cơn khát và bừng tỉnh cả một ngày mới luôn quý vị ơi. Đây là dòng sản phẩm mới ra mắt tại VTV Hyundai. Năng lượng xanh từ mỗi tách cà phê khởi động một ngày mới bừng tỉnh quý vị ha. Một combo của chúng ta sẽ có là 3 hộp. Mỗi hộp sẽ là 15 gói cà phê hòa tan Dreamland Covet Lisson. Giá ưu đãi 469.000 đồng mà thôi. Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm tuyệt vời này quý vị nha. Chỉ áp dụng trong vòng 30 phút mà thôi. Với thành phần bên trong khác biệt là ở chỗ chiết xuất từ trà xanh, tăng khả năng thư giãn, hỗ trợ tăng khả năng tập trung cho cơ thể của chúng ta. Quá tuyệt vời đúng không nào? Đó là lý do rất nhiều người thích uống nước trà xanh. Còn với hương vị đậm vị nhờ sự kết hợp giữa Arabica và cũng như là Robusta, tỉnh táo tức thì, mang lại một cái nguồn năng lượng hứng khởi để bắt đầu một ngày mới tràn trề sinh lực cho chúng ta quý vị nha. Và bên cạnh đó thì còn giúp cho chúng ta thư giãn nè, rồi tăng cường khả năng tập trung nè, rồi giảm một số những cảm giác là lo lắng, rồi căng thẳng, rồi thiếu cái sự bình tĩnh khi mà chúng ta giải quyết công việc đó quý vị. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, thương hiệu danh tiếng với hơn 30 năm và quy trình sản xuất là hoàn toàn khép kín, đạt tiêu chuẩn là GMP. Dược Bảo Long thưa quý vị, tự tin cam kết về vấn đề này thưa quý vị. Còn đây là hình ảnh bộ sản phẩm của chúng ta. Thứ nhất là với một cái nhà máy mà đã đạt được tiêu chuẩn GMP thì ngoài cái chất lượng của cái thành phẩm là cà phê bên trong, chúng ta thấy là cái quy trình mà đóng gói bao bì nó cũng rất là hiện đại và khoa học đúng không quý vị, và đẹp mắt nữa. Hiếu nghĩ là đây là một trong những dòng sản phẩm mà sử dụng cũng tốt, hoặc là mình đem gửi tặng cho người thân bạn bè thì cũng rất là hợp lý với cái phần bao bì nó rất là sang trọng và hiện đại như thế này. Và với dạng là cà phê hòa tan nên là ưu điểm rất lớn, đó chính là mang tới cái sự tiện lợi trong việc chúng ta pha chế. Không cần phải là phin, không cần phải là ngồi tới 15 phút đồng hồ mới có cà phê được thưởng thức. Không cần phải là quá cầu kỳ trong việc là chúng ta pha chế. Chỉ cần cho một gói cà phê hòa tan vào trong một chiếc ly, một cái chiếc tách, một cái chiếc bình dưỡng nhiệt chẳng hạn, cho nước sôi vào bên trong và khuấy đều là chúng ta đã nhanh chóng có được một nghi thức, một cái ly cà phê để thưởng thức vào mỗi buổi sáng đó quý vị. Uống cà phê để làm gì ạ? Hiếu nghĩ là câu trả lời quá dễ dàng và thậm chí là 8 trên 10 người Việt Nam của chúng ta đều có thể là trả lời được câu hỏi này. Để chúng ta bừng tỉnh năng lượng, để chúng ta có được sự tập trung, để chúng ta có được sự tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới với nhiều năng lượng hơn, đúng không quý vị? Tuy nhiên thì nói về cái thói quen, cái thú thưởng thức cà phê thì chúng ta lại có nhiều những cái phong cách thưởng thức khác nhau. Có người lại thích uống cái sự nhẹ nhàng, cái sự thanh thoát thoáng qua của cà phê với một cái vị ngọt đồng và quyến rũ thôi, thì chúng ta sử dụng ngay đó chính là Arabica. Còn với những tín đồ mà gọi là nghiện cà phê, thích cà phê rồi thì thích cái gì nó đậm đà hơn, nó đắng, nó có một cái vị ngọt mà đậm đà và quyến rũ đặc trưng của cà phê, cái vị
béo ngọt bùi của cà phê thì lại là tín đồ của Robusta đúng không nào? Và chắc chắn thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt rất là nhiều nếu như mà trong nhà của chúng ta vừa với Vân La là Arabica cho vợ hoặc là Robusta dành cho chồng thì nó cũng hơi bị bất tiện khi mà chúng ta đi du lịch cùng nhau nè, đi công tác cùng nhau. Thế thì giải pháp dành cho quý vị đó chính là sự kết hợp giữa hai loại cà phê này với hai phong cách, hai hương vị hoàn toàn khác nhau quý vị ơi. Đó chính là dòng sản phẩm cà phê hòa tan Dreamland Covet Blissom quý vị nha. Một dòng sản phẩm rất là mới của Dược Bảo Long và ngày hôm nay xuất hiện lần đầu tiên trên sóng của VTV Huy Đại học Xuất Bình thưa quý vị. Và với mỗi bộ đơn hàng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 hộp như vậy. Bên trong thì chúng ta sẽ có là 15 gói nhỏ như thế này quý vị nha. Nhìn nó nhỏ như vậy thôi chứ mà chắc chắn khi pha ra là chúng ta sẽ có ngay một cách tách cà phê đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng cho mỗi một buổi sáng đó quý vị ơi. Ở nhiều người thì mình thích uống là nó đậm đặc hơn thì mình có thể là sử dụng một cái ly nhỏ nè, mình cho ít nước quý vị nha. Hoặc là với những người mà chúng ta thích cái sự béo béo thì mình cũng có thể là kết hợp cùng với sữa. Và quan trọng hơn đó chính là cái cách pha chế thôi quý vị. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng vô cùng bởi vì là cà phê hòa tan. Ưu điểm rất lớn của cà phê hòa tan đó chính là tiện. Mình chỉ cần là khui cái phần gói cà phê mà cho nước sôi, nước nóng trực tiếp vào bên trong quý vị nha. Nó sẽ đỡ tốn công hơn rất là nhiều so với cà phê phim. Nhưng vấn đề lặp lại một lần nữa là liệu chăng cà phê hòa tan á, nó có đảm bảo được cái dưỡng chất nè, cái hương vị đậm đà như là cái cách mà chúng ta pha phim truyền thống hay không? Bởi vì cái quá trình mà pha phim đó quý vị, mình phải nén cà phê lại thiệt là chặt ha. Sử dụng nước thiệt sôi ha, rồi đổ vào trong cái phim. Nhờ tác dụng của nước sôi, nước nóng như vậy đó nên sẽ làm cho cà phê nở ra. Rồi á, nước nóng thẩm thấu như vậy và sẽ chiết tách được từng cái giọt cà phê. Nên là cái nước cốt cà phê á, nó đậm đặc hơn, nó thơm ngon hơn, nó quyến rũ hơn. Và đó là lý do mà rất nhiều người gọi là tín đồ của cà phê, là gọi là fan trung thành của cà phê, lại thích sử dụng cà phê phin hơn bởi vì nó có cái hương vị đặc trưng của cà phê được lấy ra một cách hoàn toàn ở cái nước cốt đầu. Tuy nhiên, chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta không có nhiều điều kiện thì đó là cái điều mà vô cùng bất khả kháng khi mà chúng ta thưởng thức cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay với Dược Bảo Long thưa quý vị, chúng tôi có dòng cà phê hòa tan với cái công nghệ quy trình chiết xuất rất là hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP. Cà phê trước khi được chiết xuất lấy cái phần nước cốt đầu được rang lên, được nung lên, được sấy lên ở nhiệt độ cao quý vị nha. Chính vì vậy mà dưỡng chất được chiết tách ra, nó hệt giống như là cách mà chúng ta uống cà phê phin thưa quý vị. Và ngoài ra thì thơm lắm quý vị. Và phải chia sẻ thật với quý vị là Hoàng Hiếu thì phải nói rất là may mắn khi mà có duyên với Dược Bảo Long, được tiếp xúc với khá là nhiều dòng cà phê. Ví dụ như là cà phê Beauty nè, rồi cà phê Energy nè. Và gần đây nhất thì cũng có một cái dòng cà phê mà bổ sung thêm probiotic đó quý vị. Mỗi loại cà phê sẽ có một cái hương vị khác nhau, nhưng mà đậm đà và cái mùi thơm mà phải nói là sộc lên một cách mãnh liệt nhất, mạnh mẽ nhất thì phải kể tới là dòng cà phê ngày hôm nay Velvet Blissom. Đây, bởi vì nó là sự kết hợp giữa Arabica và kết hợp thêm cả là Robusta. Bên trong lại còn có thêm cả là trà xanh và đặc biệt là cà phê xanh nữa. Bây giờ thì Hiếu sẽ thưởng thức và chia sẻ cảm nhận ngay với quý vị. Trước tiên là thơm lắm thưa quý vị, vô cùng thơm luôn. Với những dòng sản phẩm khác thì Hiếu thì nói vui là cái phòng mà đã đó khoảng 15m² thì mình sẽ nghe được một cái mùi cà phê này đúng quý vị. Nhưng mà với cà phê này nó đậm đặc hơn, nhiều cà phê hơn và nhiều hương vị phối trộn lại với nhau hơn thì cái phòng đâu đó khoảng 25 hoặc là 30m² vẫn nghe được cái mùi cà phê thơm vô cùng quý vị ơi. Đó, cái khứu giác của chúng ta đã được kích thích rồi, còn bây giờ là vị giác thì xem thế nào quý vị ha. Đã quá quý vị ơi. Trời ơi, mình cảm nhận là mình phải nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng đó quý vị. Đúng là cái cảm giác mà chữa lành luôn á. Nó dễ chịu vô cùng luôn. Hiếu không ngờ là cái sự kết hợp giữa Arabica và Robusta nó lại tuyệt vời tới như vậy. Và bên trong lại còn có thêm là cà phê xanh và trà xanh nữa quý vị ơi. Cái vị đắng nè, cái vị nhẫn nè và có cái hậu vị nữa quý vị nha. Và cảm nhận là khi mà mình ngậm miệng của mình lại và thưởng thức nhắm nghiền mắt lại đó, cái mùi của cà phê nó loang dần ở phần cuống họng của mình, khắp cái phần khoang họng của mình và thậm chí là cái hơi thở của mình khi mà mình nói chuyện á quý vị, mình còn cảm nhận được cái mùi cà phê nó xộc ra như vậy nè. Nó dễ chịu, nó thơm vô cùng nha. Và đặc biệt là bên trong nó có cái vị béo béo đặc trưng, nó dễ chịu lắm. Quý vị có thể là bỏ thêm sữa nè, hoặc là sữa đặc có đường, hoặc là sữa không đường cũng được. Hoặc là chúng ta thích cái sự đậm đà, trọn vị thì chỉ cần nước sôi và cà phê thôi là đủ. Hoặc là với một cái này là Hiếu pha nó cũng hơi đậm đặc đó quý vị. Mình sẽ thưởng trước được cái sự đậm đặc của cà phê bên trong hơn. Còn ai mà mình thích uống loãng loãng chẳng hạn thì mình có thể cho nhiều nước hơn. Hoặc là cũng cái ly như thế này mà mình cho đá vào để rồi mình mang tới văn phòng công ty thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn.
một buổi sáng đúng nghĩa là khởi động mà chúng ta bừng tỉnh luôn. Bởi vì sao ạ? Nhấn mạnh thêm một lần nữa, thành phần cũng là sự khác biệt rất lớn của cà phê ngày hôm nay thưa quý vị. Đó chính là sự kết hợp của Arabica và Robusta quý vị. Lại còn có thêm thành phần đó chính là trà xanh nè, rồi cà phê xanh thưa quý vị nha. Dreamland Corvette Blood Lissom thưa quý vị. Dreamland Corvette Lissom là dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị ơi. Xin được nói nhiều hơn về những cái thành phần đầu tiên đó chính là Arabica. Quá quen thuộc quý vị, những tính đồ của Arabica ơi, cho Hoàng Yến hỏi là cái cảm giác khi mà chúng ta thưởng thức Arabica là gì, như thế nào ạ? Có phải là cũng là cái vị cà phê cũng nồng cũng ngọt nhưng mà nó nhẹ thôi, thoáng qua thôi, cũng có sự tỉnh táo nhưng mà không tới nỗi làm cho tim chúng ta đập nhanh hơn, đúng không quý vị? Hương vị thơm ngon dễ uống quá chừng. Còn với tính đồ của Robusta ơi, có phải là chúng ta là những người thích cái sự mạnh mẽ, thích cái gì đó nó phấn chấn và tỉnh táo bừng tỉnh tức thì hay không ạ? Robusta dành cho chúng ta được không nào? Nếu như chồng thích Robusta còn vợ thì thích Arabica, nhà của chúng ta hai hộp cà phê riêng biệt như vậy, mỗi lần cũng là phải tách riêng như vậy thì đôi khi nó cũng không vui lắm quý vị. Đây là sự pha trộn giữa Robusta và Arabica trong cùng một sản phẩm. Ngoài Robusta và Arabica thì bên trong còn có chiết xuất từ trà xanh. Mà trà xanh thì đã từ lâu rồi mình nghe những cái dưỡng chất có bên trong trà xanh, đặc biệt là EGCG, làm gì ạ? Tăng khả năng cho việc hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên trà xanh, nó còn hỗ trợ là đốt cháy mỡ thừa. Vì vậy mà trà xanh luôn là một cái loại thực phẩm mà không thể thiếu được trong cái khẩu phần cũng như là dinh dưỡng của những đối tượng là ăn kiêng nè, là muốn dưỡng dáng nè, là muốn cải thiện sức khỏe của hệ tim mạch quý vị nha. Rất là tốt luôn. Và ngoài thành phần là trà xanh bên trong thì còn có thêm là cà phê xanh nữa quý vị. Đó, cà phê xanh có bên trong luôn quý vị nha. Ngày hôm nay nhấn mạnh thêm lần nữa, combo của chúng ta là gì đây? Chúng ta có 3 hộp. Mỗi hộp là 15 gói nhỏ ở bên trong, tổng cộng là 45 gói cho một đơn hàng. Mức giá phải nói đúng nghĩa là để trải nghiệm, để dùng thử luôn, 469.000 đồng. Chia nhỏ ra, với mỗi một gói cà phê đặc biệt độc đáo như vậy, chúng ta chỉ tốn đâu đó khoảng là hơn 10.000 đồng mà thôi. Rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với mua bên ngoài, an toàn hơn rất nhiều so với việc là mua cà phê lề đường, đúng không quý vị? Dạng cà phê hòa tan nên chúng ta thấy là tiện lợi hơn rất nhiều so với cà phê phin, nhưng vẫn giữ nguyên dưỡng chất hương vị giống cà phê phin thưa quý vị. Thành phần dinh dưỡng bên trong cũng chính là sự khác biệt rất lớn, đó chính là chiết xuất từ trà xanh quý vị nha. Rồi giúp chúng ta cảm giác thư giãn, rồi tăng thêm khả năng tập trung cho chúng ta. Ai mà sáng dậy mà đầu óc nó cứ mơ màng, nó cứ choáng váng, không có sự tập trung hiệu quả cho công việc thì thử ngay sản phẩm này, rất là cần thiết quý vị nha. Còn hơn nữa, đó chính là sự kết hợp giữa Arabica và Robusta với hai hương vị hoàn toàn khác nhau, dành cho hai giống yêu thích cà phê hoàn toàn khác nhau, để mang lại một cái sự kết hợp độc đáo vô cùng, tăng thêm sự tỉnh táo tức thì cho cơ thể của chúng ta quý vị nha. Và còn gì nữa, bên trong sẽ có thêm là cà phê xanh nữa quý vị ơi. Tất cả những cái thành phần đặc biệt này tưởng chừng như không kết hợp lại, thế thì nó có sự kết hợp theo tỷ lệ rất là hoàn hảo để cho chúng ta thư giãn hơn và tăng khả năng tập trung tức thì để khởi đầu một buổi sáng đầy năng lượng quý vị ơi. Và về nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, thương hiệu danh tiếng hơn 30 năm, quy trình sản xuất là hoàn toàn khép kín đến từ dược Bảo Long thưa quý vị. 30 năm chứ không phải ít quý vị ha. Và GMP, một tiêu chuẩn sản xuất mà không phải là đơn vị nào, thương hiệu nào cũng dễ dàng có được đâu quý vị ơi. Để sử dụng những sử dụng sản phẩm thì chúng ta nên quan trọng những cái sản phẩm mà liên quan tới thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khỏe, hoặc là chúng ta dung nạp ăn uống vào trong cơ thể đó quý vị, thì khuyên quý vị là nên lựa chọn những dòng sản phẩm có uy tín nè, có kinh nghiệm nè, có cái tuổi đời tồn tại trên thị trường càng lâu càng tốt. Bởi vì sao ạ? Phải uy tín nè, phải chất lượng nè, phải an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng thì mới tồn tại được lâu, đúng không quý vị? Ngoài việc là tồn tại lâu trên thị trường thì những sản phẩm của dược Bảo Long được sản xuất ra bởi một tiêu chuẩn đạt, bởi một cái quy trình đạt tiêu chuẩn là GMP và HACCP quý vị ha. Bằng chứng là chúng tôi có đầy đủ là giấy chứng nhận từ những cái đơn vị uy tín như là tổ chức chứng nhận quốc tế EFC nè. Rồi bên cạnh đó thì còn được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thưa quý vị. Những nhà máy cao cấp thì chắc chắn là cái dây chuyền công nghệ sẽ vô cùng là hiện đại. Mà càng hiện đại càng cao cấp thì những cái dưỡng chất có bên trong cà phê từ thiên nhiên, từ thảo mộc sẽ được chiết xuất một cách hoàn toàn, được bảo toàn trong từng cái gói cà phê của chúng ta.
Và nhờ cái quy trình hiện đại công nghệ tiên tiến như vậy nên là dưỡng chất cũng được bảo toàn tới tận tay của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, quý vị nha. Và nhờ cái dây chuyền, cái quy trình công nghệ hiện đại nên chúng ta thấy là cái quy trình đóng gói này nó cũng cao cấp, rồi cái thẩm mỹ của từng cái hộp sản phẩm nó cũng đẹp mắt hơn, nó tiệm cận nhiều hơn với cái xu thế hiện đại của người tiêu dùng. Nên là khi mà chúng ta gửi tặng những cái hộp sản phẩm của Dược Bảo Long làm quà tặng thì Hiếu nghĩ là cũng sẽ không cần phải bao gói rồi rườm rà chi thêm, đúng không quý vị? Điều đó thì cũng đủ cái sự sang trọng và đẳng cấp và hiện đại rồi, đúng không nào? Và ngày hôm nay lại là một sản phẩm nữa cũng trong một cái quy trình nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP cao cấp hiện đại như vậy của Dược Bảo Long, 30 năm danh tiếng trên thị trường quý vị nha. Cơ hội mua sắm tới rồi quý vị ơi, dòng sản phẩm cà phê mà có sự kết hợp độc đáo giữa Arabica, Robusta, có trà xanh, có cà phê xanh ở bên trong nữa thưa quý vị. Giá phải nói rất là tốt trong khung giờ mua sắm ngày hôm nay. Nhớ là chỉ có 30 phút mà thôi. Chốt đơn liền quý vị nha. Dạ, mình chốt đơn thành công hay chưa thưa quý vị? 30 phút mà bây giờ đâu đó chưa tới 30 phút đâu quý vị. Thời gian trôi qua rất nhanh quý vị nha. Đồng nghĩa với việc là cơ hội ngày hôm nay cũng sẽ không còn nhiều dành cho chúng ta đâu. Nhắc lại tại sao chúng ta mua hàng trong khung giờ này ạ? Bởi vì mua hàng trong khung giờ này chúng đang có mức giá tốt, mức giá dùng thử, mức giá trải nghiệm luôn. Bởi vì một cái hộp cà phê mà quý vị nghe nói tới thành phần thôi là đã có cái sự cao cấp và khác biệt rất là nhiều rồi. Đó chính là Arabica, là Robusta, là trà xanh mà còn là cà phê xanh đó quý vị nha. Bốn thành phần rất là cao cấp như vậy đó quý vị, trong cùng một sản phẩm mà là dạng cà phê mà hòa tan mà tiêu chuẩn GMP rồi đạt chứng nhận từ những cái đơn vị mà quản lý về chất lượng nữa thì cao cấp vô cùng. Nhưng trong khung giờ này mức giá đang rất là tốt đó quý vị. Ba hộp, mỗi hộp như thế này sẽ có là 15 gói nhỏ ở bên trong. Tổng số lượng mình mang về trong một đơn hàng sẽ là 45 gói cà phê quý vị ha. Giá cho quý vị sẽ là 469.000 đồng mà thôi, và chia nhỏ ra, cầm máy tính lên giúp Hoàng Hiếu đi ạ. 469 mà chia cho 15 là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Hơn 10.000 đồng cho một gói cà phê mà thôi. Mà quan trọng hơn là cà phê có thành phần dưỡng chất được bảo đảm bảo toàn hoàn toàn, được chiết xuất trong cái dây chuyền công nghệ nhà máy rất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP đó quý vị, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm rất là đầy đủ, có hẳn giấy tờ cam kết hẳn hoi ở đây quý vị nha. Và thành phần bên trong nhấn mạnh thêm một lần nữa, không phải là bắp mà người ta rang cháy lên, không phải là đậu mà người ta rang cháy lên rồi phối trộn lại đó quý vị. Có những ly cà phê mua dọc ở lề đường đâu đó khoảng 10.000 thôi đó quý vị, không phải đâu quý vị ơi. Đó chính là Arabica, đó là Robusta, đó chính là trà xanh và cà phê xanh quý vị nha, phối trộn lại với nhau cho cái vị ngọt thơm bừng tỉnh tức thì và mang lại rất nhiều những giá trị dinh dưỡng và tăng cái sự tập trung tỉnh táo cho cơ thể của chúng ta thưa quý vị. Đến từ Dược Bảo Long. Dạ, cho Hoàng Hiếu hỏi là Dược Bảo Long thời điểm hiện tại quý vị có quen hay không ạ? Tin chắc là những người mà thường uống cà phê nè, hay tìm những sản phẩm là bổ sung bột protein cho cơ thể của chúng ta nè, tìm kiếm những cái loại mà trà mà tốt cho cơ thể của chúng ta có nguồn gốc từ thiên nhiên không còn xa lạ nữa. Bởi vì Dược Bảo Long là đơn vị đã có tuổi đời và nó rất là thâm niên quý vị nha, 30 năm trên thị trường rồi quý vị ơi. Mình đã từng dùng dòng sản phẩm là trà thảo mộc Diệp Hạ Châu của Bảo Long hay chưa ạ? Hương vị thế nào còn nhớ đó không nào? Và chắc chắn là tủ thuốc nhà của mình hoặc là tủ trà nhà của mình vẫn có sản phẩm, đó chính là trà Hoàng Kỳ của Bảo Long, đúng không quý vị? Rồi thêm nữa là trà mà có chiết xuất hắc kỷ tử nè, rồi nấm linh chi nè quý vị, rất là phổ biến luôn và hiện diện trong gia đình của rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta thưa quý vị. Và ngày hôm nay sẽ là một dòng sản phẩm nữa cũng của Dược Bảo Lâm thưa quý vị, nhưng đó là cà phê, mà không phải là cà phê bình thường đâu quý vị. Cà phê có Robusta và Arabica, có thêm là trà xanh bên trong và có thêm nữa là cà phê xanh quý vị nha. Tốt lắm, dinh dưỡng lắm, nhưng quan trọng là cà phê hòa tan, nghĩa là chúng ta chỉ cần cho nước sôi trực tiếp vào bên trong và thưởng thức ly cà phê mỗi sáng một cách nhanh chóng tiện lợi để lấy lại năng lượng tức thì cho một buổi sáng quý vị ơi. Giá xin phép lặp lại một lần nữa, bởi vì thời gian không có nhiều để chúng ta chốt đơn quý vị nha, 30 phút mà thôi. Ngày hôm nay một đơn hàng sẽ là 3 hộp, mỗi hộp 15 gói, tổng cộng là 45 gói, giá là 469.000 đồng mà thôi. Chốt đơn liền cho quý vị, đừng đắn đo nữa. Mức giá này là cái mức giá chúng tôi giới thiệu để quý vị trải nghiệm, để quý vị dùng thử, chứ cái mức giá chính hãng, cái mức giá gốc của sản phẩm này chắc chắn sẽ rất là cao thưa quý vị. Mua hàng tại VTV hay là shopping chắc chắn sẽ có rất nhiều đại đúng không nào. Tranh thủ 30 phút phát sóng đặc biệt này, chốt đơn liền cùng với chúng tôi trước khi hết giờ hết hàng quý vị nha.
nên mỗi buổi sáng thì cần lắm một cái ly cà phê để tỉnh táo. Nhưng mà quan trọng hơn là nếu muốn uống cà phê theo cái cách truyền thống thì mỗi người sẽ có một cái hương vị, một cái phong cách uống khác nhau. Người thì thích cái vị nhẹ nhàng thoáng qua của cà phê thì mình thích là Arabica. Còn những người là tín đồ của cà phê mà nghiện cà phê rồi thì quý vị rất là thích cái hương vị là đậm đà, nồng cháy và bùi bùi béo béo của Robusta đó quý vị. Thế thì có một cái sản phẩm nào mà sự phối hợp giữa hai loại cà phê này đến từ hai phong cách hoàn toàn khác nhau để nhà mà cả vợ cũng uống được nè, chồng cũng uống được nè, những người mà chúng ta thích cà phê hoặc là những người mà mới bắt đầu tập làm quen với cà phê cũng uống được hay không? Thưa là có quý vị nha, đó chính là dòng sản phẩm cà phê hòa tan Dreamland Covet Listen của nhà Dược Bảo Long thưa quý vị. Bên cạnh là sự phối hợp độc đáo giữa Arabica Robusta thì đây còn là sự kết hợp giữa chiết xuất trà xanh và chiết xuất cà phê xanh quý vị nha. Một sự kết hợp tưởng chừng như không được nhưng mà quan trọng hơn là nó mang tới cái sự hoàn hảo và ngon không thể nào tưởng tượng được luôn quý vị ơi. Ngoài cái việc là nồng ấm đặc trưng của cà phê với hai hương vị hoàn toàn khác nhau, chúng ta còn có cái vị ngọt, cái vị béo béo như vị đậm đà của cà phê quý vị ơi. Mỗi buổi sáng cũng uống cà phê nhưng mà tại sao chúng ta không lựa chọn một cái giải pháp cà phê nó dinh dưỡng hơn, nó khởi đầu ngày mới với nhiều năng lượng hơn, nó có những cái giá trị tốt cho cơ thể của chúng ta, ví dụ là giảm cân nè, tăng cường cái sự chuyển hóa cơ thể nè quý vị, rồi còn giúp cho chúng ta có cái sự tập trung nè, hạn chế cái vấn đề căng thẳng nè quý vị. Trải nghiệm ngay dòng sản phẩm rất tốt, rất mới này của nhà Dược Bảo Long quý vị nha. Căng thẳng, mệt mỏi, thiếu tỉnh táo sẽ không còn nữa. Một ngày mới sẽ bừng tỉnh năng lượng hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng cà phê hòa tan tới từ Dược Bảo Long, dinh dưỡng cao, giải nhanh cơn khát. Với dòng sản phẩm rất là mới tại VTV Hyundai Hot Shopping này thưa quý vị, năng lượng xanh từ mỗi tách cà phê, chúng ta sẽ có mức giá siêu đãi luôn. Mỗi một hộp của chúng ta sẽ có là 15 gói, một đơn hàng thôi mình mang về tới 3 hộp như vậy. Mình sử dụng khoảng là hơn 1 tháng trời đó quý vị, giá là chỉ có là 469.000 đồng. Chính xác là mình sử dụng cho tới 1 tháng rưỡi luôn. Và chia nhỏ ra thì mỗi một ngày mình uống cà phê vừa tốt nè, vừa dinh dưỡng nè cho cơ thể của chúng ta, mà đâu đó mức giá chỉ khoảng hơn 10.000 đồng mà thôi, vừa tiết kiệm nè, vừa tiện lợi nè và lại rất an toàn quý vị ơi. Mức giá này chúng tôi nhấn vào là chỉ áp dụng trong vòng 30 phút mà thôi quý vị ơi. Còn thành phần dinh dưỡng cũng chính là sự khác biệt rất lớn của sản phẩm này, đó chính là chiết xuất từ trà xanh, rồi tăng cái cảm giác thư giãn nè, hỗ trợ tăng cái sự tập trung cho cơ thể của chúng ta. Nên đây là giải pháp dành cho những ai mà sáng ngủ dậy không tỉnh táo được, không tập trung được đó quý vị. Hương vị thì đậm đà bởi vì sự kết hợp giữa Arabica và Robusta. Robusta quý vị nha, cà phê truyền thống của Việt Nam chúng ta đó ạ. Tỉnh táo tức thì và tăng thêm hứng khởi cho một ngày mới, khởi động để chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Và ngoài ra thì còn có thêm đó chính là cà phê xanh thưa quý vị, giúp thư giãn và tăng khả năng tập trung cho cơ thể của chúng ta quý vị ơi. Bốn hương vị kết hợp trong một loại cà phê mà là dạng hòa tan nữa, dễ dàng sử dụng hơn rất là nhiều. Còn nói về hương vị thì được bảo toàn như cách chúng ta pha phin truyền thống. Bởi vì sao ạ? Được sản xuất bởi nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, thương hiệu danh tiếng hơn 30 năm với quy trình sản xuất khép kín Dược Bảo Long thưa quý vị.
Quý vị ơi, sáng nay á, quý vị khởi động một ngày mới thế nào ạ? Mình uống cà phê hay chưa? Mình có thiệt sự là hài lòng với cái hương vị cà phê mình đang thưởng thức mỗi ngày ở nhà của mình hay không thưa quý vị? Nếu chúng ta đã quen rồi cái dòng cà phê mà chúng ta vẫn mong muốn là tìm kiếm thêm những cái hương vị mới, những trải nghiệm mới thì dòng phẩm hôm nay đó chính là Dreamland Comet Lissom đến từ Dược Bảo Long, xứng đáng để mình có thể là trải nghiệm quý vị nha. Và biết đâu thì đây cũng sẽ là chân ái, một cái hương vị gây thương nhớ không thể quên được luôn. Nhấn mạnh thêm lần nữa, lý do mà nó có từ sự thương mến và không thể là thay thế được quý vị, bởi vì nó là một cái dòng sản phẩm có sự kết hợp độc đáo giữa những dòng cà phê, những hương vị mình nghĩ là thường là phải tách ra độc lập chứ không thể nào kết hợp được quý vị nha. Nhưng mà kết hợp lại với một cái tỷ lệ vàng, với một cái liều lượng hợp lý thì nó cho ra một cái hương vị ngon không thể tưởng tượng được luôn. Đó chính là Robusta Arabica, đó chính là trà xanh ở bên trong và đó chính là cà phê xanh đó quý vị. Cà phê thì mình nghĩ là phải rang lên, phải nung lên, phải sấy lên thì mới được đúng quý vị. Nhưng cà phê xanh là cà phê vẫn còn xanh, vẫn còn cái màu xanh lá cây của hạt cà phê. Sau khi mà tách vỏ ra quý vị, dưỡng chất hương vị nó sẽ có sự độc đáo hơn rất là nhiều. Và theo rất là nhiều nghiên cứu thì cà phê xanh nó cũng có một cái lượng dưỡng chất rất là tốt cho cái sự tập trung nè, tỉnh táo nè, và còn có những cái giá trị rất là tốt cho sức khỏe do chưa trải qua quá trình nung, sấy hoặc làm biến đổi màu sắc của nó đó quý vị. Và đây là cơ hội để mình trải nghiệm thử cà phê xanh có bên trong Dreamland Comet Lissom quý vị nha. Trong 30 phút phát sóng đặc biệt này thì VTV, Huy Đại học Shopping và nhà Dược Bảo Long đang có mức giá siêu ưu đãi dành cho chúng ta. Cơ hội dùng thử với dòng cà phê rất là mới này thưa quý vị, 3 hộp, mỗi hộp sẽ là 15 gói, tổng cộng là 45 gói trong một đơn hàng quý vị ơi. Giá bao nhiêu đây? Có phải là tiền triệu hay không thưa quý vị? Bởi vì cái thành phần cao cấp quá mà, bởi vì nhà máy cũng cao cấp, cũng uy tín, cũng hiệu quả quá mà quý vị. 30 năm tồn tại trên thị trường mà quý vị. Nhưng không thưa quý vị, trong khung giờ này là mức giá đúng nghĩa để trải nghiệm, để dùng thử luôn. Là bao nhiêu đây? Chưa tới 500 ngàn nữa, 469 ngàn đồng mà thôi. Mà nếu chúng ta thấy cái tiền trăm nó cao quá thì mình chia nhỏ ra đi quý vị. 469 mà chia cho 45 gói cà phê thì mỗi gói đâu đó khoảng là hơn 10.000 đồng mà thôi. Đó, tuyệt vời chưa? Hơn 10.000 đồng là trải nghiệm được dòng sản phẩm cà phê mà có bổ sung thêm trà xanh bên trong nữa. Để làm gì ạ? Tăng cường cái khả năng thư giãn nè, rồi tăng cường cái khả năng tập trung dinh dưỡng như thầy cô chúng ta, rồi tăng sức đề kháng đó quý vị. Tốt quá đúng không nào? Là sự kết hợp giữa Arabica và Robusta, hai hương vị đặc trưng của hai nền văn hóa cũng như là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Để làm gì ạ? Để mang tới cái sự độc đáo cho hương vị, tăng cường sự tỉnh táo quý vị nha. Chưa kể bên trong lại còn có thêm là cà phê xanh, nghĩa là cà phê còn nguyên cái màu xanh, chưa có bị nung, chưa có bị sấy, chưa có biến đổi màu sắc thôi quý vị. Ngon lắm, đặc trưng lắm quý vị ơi. Để làm gì ạ? Để chúng ta có một ngày mới năng lượng hơn, tỉnh táo hơn, nhiều nhiệt huyết hơn để bắt đầu công việc nè, học tập nè, làm việc nè, hiệu quả hơn rất nhiều quý vị nha. Về chất lượng thì không cần bàn cãi rồi quý vị, là Dược Bảo Long, đơn vị có 30 năm danh tiếng trên thị trường rồi, giá này là quá tốt, đừng đắn đo nữa quý vị ơi. Nhưng mức giá này 469.000 đồng này cho 3 hộp 45 gói chỉ áp dụng cho vòng vài chục giây cuối cùng mà thôi. Rất tiếc phải thông báo là thời gian đã hết rồi. Chúc quý vị chốt đã thành công để trải nghiệm thêm một dòng cà phê có khả năng là chân ái của rất là nhiều gia đình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại